Xuân đã về. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại hội trường Veteran of Foreign War, thành phố Warner Robins, Georgia, để tường trình cùng quý vị chương trình mừng xuân Giáp Ngọ của cộng đồng Việt Nam miền Trung Georgia ngày 25 tháng 1 năm 2014. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Là một cộng đồng nhỏ khoảng 400 đồng hương, nhưng có tới gần 200 chuyên viên, kỹ sư trẻ cùng làm việc trong căn cứ không quân Robins Air Force Base rất lớn. Ban tổ chức Tết ở đây cũng như ban chấp hành cộng đồng toàn là giới trẻ thế hệ thứ hai. Đúng là ba đứa này là hồi xưa là tụi em ở Tampa, còn Kevin thì ở North Carolina, Phong thì ở Atlanta. Ba đứa lên làm chung ở một chỗ ở trên Navy ở trên North Carolina, rồi chuyển xuống này làm bên Air Force cũng là làm chung luôn, ba anh em làm chung. Rồi tới khi ra bầu cử cho nhiệm kỳ mới thì ba anh em cũng vô làm bầu cử cho nhiệm kỳ mới, cho nên đó cũng là một sự đặc biệt. Đối với cái Tết này rất là quan trọng với tụi em là tại tụi em có kinh nghiệm đã qua rồi, ở bên Việt Nam đã qua có kinh nghiệm và đã biết hưởng thức cái Tết như thế nào. Nhưng mà ban tổ chức của tụi em tại sao làm cái Tết này là tại cho mấy đứa nhỏ, tại có bên mấy đứa nhỏ bên đây không hiểu cái Tết như thế nào, nhiều khi biết hiểu cái bánh tét hay là bánh chưng là từ đâu tới, hay là tại sao có bông mai. Đêm mừng xuân của cộng đồng, ngoài các nghi thức truyền thống ngày Tết, phần lớn chương trình dành cho giới trẻ và thiếu nhi thế hệ thứ ba. Như các em thi áo dài, các em cũng rất hăng hái dự thi tài năng. Một điều khác khá thích thú là với một cộng đồng nhỏ mà có tới 25 em được lãnh phần thưởng học sinh giỏi của cộng đồng trong dịp Tết. Chúng tôi nhận thấy người tham dự và phụ huynh của các em rất hài lòng. Riêng người cao tuổi thuộc thế hệ thứ nhất cho biết. Tôi rất mừng thấy mấy anh em trẻ được tiếp nối cái đàn anh. Tại vì lớp lớn tụi tôi ra đi rồi, tôi mừng mấy con em được tiếp nối cái truyền thống Việt Nam và để cho con cháu chúng ta còn biết được cái phong tục của Việt Nam qua mấy ngày Tết ngày này. Một hình ảnh khác khá đặc biệt ở đây là tình đoàn kết trong cộng đồng. Chẳng những quý vị lãnh đạo tinh thần, Công giáo, Phật giáo và Tin lành cùng tham dự, mà còn đóng góp với cộng đồng các đoàn múa thiếu nhi. And I'm very impressed with the celebration here tonight. The strength of the Vietnamese community in Warner Robins and Houston County is very impressive. Vi Vân tường trình từ Warner Robins, Georgia. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.